Sự việc xảy ra tại một trường trung học phổ thông tại huyện thành phố Hà Trị, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo như nội dung trong clip, vào giữa giờ giải lao, cả đám học sinh đang nhốn nháo ngoài hành lang, thì một nam học sinh đi thẳng tới xốc bạn lên rồi ném thẳng bạn cùng học từ tầng 4 xuống. Sau khi ném bạn xuống dưới, nam sinh kia dừng lại cúi đầu xuống ngó qua tình hình rồi thản nhiên quay đầu đi về lớp học. Ảnh được cắt ra từ clip. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Bộ Giáo dục huyện Tự trị Đô An đã đưa ra thông báo chính thức về vụ việc. Sự việc xảy ra vào hồi 8 giờ 40 phút ngày 16 tháng 9, hai học sinh lớp 9 Tiểu Hoàng và học sinh lớp 8 Tiểu Di do mâu thuẫn nảy sinh cãi cọ, giằng co, dẫn đến Tiểu Di bị trượt ngã từ tầng 4 xuống khu đường đi bộ bên cạnh sân bóng đá trong trường. Nhà trường cũng cho biết, sau khi biết được sự việc, phía nhà trường cũng đã nhanh chóng đưa Tiểu Di đến bệnh viện Nam Ninh cấp cứu, đồng thời ứng trước một phần tiền viện phí. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nội tạng bị tổn thương nặng, nhưng hiện đã tỉnh lại và đang được tiếp tục nằm viện để theo dõi. Trước mắt vẫn chưa thể biết chính xác nguyên nhân dẫn đến hành vi của nam sinh nọ. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, đối tượng Tiểu Hoàng, học sinh lớp 9, cao 190cm, tính tình thật thà, thường hay giúp đỡ người khác nhưng lại hay bị bạn bè trêu chọc. Trong khi nạn nhân Tiểu Di được xem là Tiểu Bá Dương trong trường, thường xuyên ức hiếp, bạo lực lăng mạ bạn cùng trường. Lần này, do nạn nhân ức hiếp quá đáng, Tiểu Hoàng không chịu được mới hành động như vậy. Hiện Tiểu Hoàng đã bị cảnh sát giam giữ, vụ án đang được tiếp tục điều tra. Theo số vụ này,